Đây là một trong những cái vườn nằm trong khu trang trại Thanh Long ở Thuận Quý nè. Đang cho trái chín nè, trái cũng rất là to. Đây là trái sống nè, tai dày, dài, rất là to nha. Trái to, căng, tròn, tai đẹp, đều ha. Trái Thanh Long này chắc một trái là 1 kg. Xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương nha. Buổi chiều hôm nay mình đi lang thang ở xã Thuận Quý thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì mình có đi ngang một cái trang trại Thanh Long rất là lớn. Đây phải nói là một trong những cái trang trại lớn nhất của tỉnh Bình Thuận. Ở huyện Hàm Thuận Nam là diện tích trồng Thanh Long phải nói là rất là lớn, chiếm mà hàng đầu của tỉnh Bình Thuận ha. Hiện tại thì mình đang đứng ngay một cái vườn Thanh Long. Bên này thì họ có một cái hệ thống tưới nước tự động nè. Cái vườn Thanh Long này thì đang cho hoa và trái đây. Đó, hệ thống tưới tự động nè ha. Ở trên này thì nó cách một cái con mương. Nếu không thì mình sẽ tiến sát tới để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Búp với lại trái là rất là lớn nè. Nếu mà chúng ta có flycam bay ở trên cao á thì mọi người sẽ thấy được cái cảnh nguyên một cái diện tích trang trại Thanh Long này là phải nói là rất là lớn. Ở bên này cũng có những cái vườn rất là rộng nè. Diện tích ở đây là bao la luôn nha. Từ ngay cái vị trí này mà trải dài qua gần tới ngay cái chân núi này kia. Đó, dọc trên cái con đường này rất là nhiều. Nếu mà đứng tại nhà phóng tầm mắt qua tới cái cây đằng kia đó là khoảng gần 2 cây số, và xa hơn nữa là xung quanh là rất là nhiều những cái vườn Thanh Long. Đây là trang trại Thanh Long tiêu chuẩn Việt Gap cũng như là Global Gap Thanh Long sạch đó. Bây giờ thì mình sẽ tìm cách để bước qua cái con mương này, cũng khá là rộng đây, phải phóng qua nha. Có một cái vườn rất là rộng luôn. Ở bên kia cũng có nhà màng nè. Bên đó là của trang trại nho và dưa lưới. Người ta trồng hồi đó người ta trồng người ta giống rất là thẳng hàng luôn. Cái trụ này thì có chiều cao chắc cũng khoảng 1,5 m đến 1,6 m. Vừa hoa và vừa trái nè. Mình tìm được một cái chỗ cao nhất. Đứng trên này thì mọi người phóng tầm mắt ra nè. Nguyên một cái trang trại rất là lớn nha. Ở đây thì rất là nhiều hộ, nhiều cái vườn khác nhau. Nó tập hợp thành một cái trang trại rất là lớn ở đây. Có nhiều vườn thì người ta đang tưới, có nhiều vườn thì đang dằn cái bóng để trông đèn vào ban đêm. Đây là một trong những cái vườn nằm trong cái khu trang trại Thanh Long ở Thuận Quý nè. Hồi nãy mình vào, mình xin phép anh chị chủ vườn ở đây cho mình vào quay để chia sẻ một số hình ảnh cho mọi người cùng xem. Tại vì là đi ngang mình thấy ngay cái vườn này đang cho trái chín nè. Trái cũng rất là to. Hồi nãy anh chủ nói đây là Thanh Long ruột đỏ ha. Trái rất là to nha. Đây là trái sống nè. Tai dày, dài. Rất là rộng, rất là nhiều luôn. Đó, để mình đưa cái máy lên cao cho mọi người xem nè. Đây chỉ là một trong những cái vườn nằm trong cái khu trang trại này thôi nha.
rất là rộng, trái quá chừng luôn, thanh long ruột đỏ. Chút xíu nữa mình sẽ tìm chỗ nào mà có thanh long ruột vàng á, mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem nha. Bên này trái cũng rất là nhiều đây, những cái hàng thanh long là người ta trồng thẳng tắp luôn. Còn đây là hệ thống mà người ta trồng đèn nè, trồng đèn vào ban đêm. Người ta trồng bằng cái bóng đèn cầm bắc. Ban đêm mà chúng ta ra đây, chúng ta sẽ nhìn bao quát một cái khung cảnh rất là đẹp. Những cái vườn thanh long ở trong cái khu trang trại là người ta trồng đèn đủ sắc màu luôn. Ngày xưa là người ta trồng cái bóng màu vàng, những cái bóng cầm bắc màu vàng. Về sau thì người ta trồng những cái bóng led. Có nơi thì người ta trồng nguyên một vườn toàn là màu xanh, có chỗ thì nguyên một vườn toàn là màu đỏ, có những vườn người ta trồng những cái bóng màu tím nữa. Cho nên là ban đêm mà mọi người ra đây thấy cái khung cảnh nhìn trên cao lắm rồi. Ở đây có mấy trái rất là đỏ tươi, rất là to nha, tay dày. Cái bóng này là bóng cá rầu. Ở đây thì cũng có hệ thống tưới tự động nhưng mà người ta làm phía dưới gốc. Hồi nãy đầu video mình chia sẻ đằng kia là cái hệ thống người ta làm phía trên cao, nó có cái ống nước nó nhô lên cao nè, có hai cái đầu bếp này, nó phun 360 độ luôn. Còn cái trái bên này rất là to luôn nè, cái này là mới vừa chín nè. Dài thì găng tay nè, trái rất to. Mình thấy ở đây là mỗi dây là một trái nha. Khi mà nó ra búp ra bông nó nửa trái thì cái dây nào nó ra 2-3 trái hoặc là nhiều trái thì mỗi khi mà người ta làm vườn người ta sẽ lặt bỏ bớt, người ta chỉ chừa mỗi dây là mỗi trái thôi, mỗi dây mỗi trái để nó nuôi, để một trái một trên mỗi dây thế này nè. Đó, để mình đưa cái máy lên trên cao cho mọi người xem nè. Đây chỉ là một trong những cái vườn nằm trong khu trang trại này thôi nha. Nếu mà chúng ta đi tham quan khám phá chắc là không bao giờ hết, tại vì nó rộng và nó xa lắm, nó xa ra tít đằng kia đó, gần nó xa ra tít đằng kia, gần tới ngay cái chân núi luôn đó, nằm sâu bên trong kia nữa ha. Cái lúc trước mình đi vào đây á thì mình thấy là có một cái trang trại, một cái vườn thanh long á, người ta tưới phân nó bằng cái drone, cái máy rất là lớn, người ta pha thuốc vào đó, pha phân vào đó là điều khiển bay lên trên cao, người ta phun. Với lại là mỗi khi mà thu hoạch trái là đều mướn nhân công rất là nhiều để người ta đi cắt những cái trái chín và phân loại. Công nhận là cái vườn của anh chị này là rất là rộng ha. Mình đi nãy giờ là phía bên trái, phía bên phải và đi ra đằng sau này là vẫn còn nè. Ở phía sau này thì mình thấy trái xanh nó nhiều hơn, cái lứa này chắc là lứa sau. Ở phía trước kia là trái chín rất là nhiều, trái chín ngồi đó chắc cũng gần thu hoạch. Ở đây thì trái mới vừa ra, cỡ tầm trung thôi nè. Cái này chắc một thời gian nữa, khoảng 1-2 tháng nữa thì ở ngoài này chắc sẽ thu hoạch nè. Đó, đây là những cái bóng đèn, dây điện, hệ thống trong đèn vào ban đêm. Cái trái này cái màu đỏ ao luôn. Tai cong vút, tai dày. Mình thấy là thanh long ở đây là cái tai nó dày kìa. Cái dày là cái những cái tai này nè, nó phong bổ khít với nhau. Với lại cái cuốn của nó, cái cánh của nó nè, nó có cái độ dày chứ nó không mỏng. Còn rất là rộng. Để chút xíu nữa mình sẽ đi dạo qua những cái khu vườn bên kia để mình xem là chỗ nào có trồng thanh long ruột vàng hay không nha. Bây giờ nó rộng quá mà mình tìm không ra, không biết chỗ nào nè. Quá trời luôn.
mình thì mình cũng không có rành về cái kiểu mà tuyển lựa trái, cái tiêu chuẩn mà mình chọn trái thế nào để xuất khẩu. Nhưng mà trước mắt mình thì mình thấy cái trái này rất là ok. Căng, tròn, tai đẹp, đều ha. Trái to. Trái thanh long này chắc một trái là 1 kg. Đây cũng là một trong những cái khu vườn khác nè. Hình như là bên này người ta mới vừa tưới xong. Đất nó ướt nè, đất cỏ nó ướt đây. Cái biết chỗ này như nó bị ngẹt sao nó nhiễu nhiễu đây. Ở cái vườn bên này thì cũng có trái nè. Trái chín khá là nhiều ở đây. Bên này là người ta mới tưới xong đây, còn ướt nhẹp. Ồ, bên này thì trái chín khá nhiều nha. Bên này thì cũng là thanh long lục đỏ đây. Nhưng mà bên này thì mình thấy cái trái nó lem lem sao á. Nè, nửa đỏ nửa xanh, ngộ ha. Cái này là nó chưa chín hẳn hay sao? Cái màu nó còn hường hường, nửa đỏ nửa xanh này. Cái vườn bên này là cách bên kia khoảng 1 cây số. Đó. Vườn nào vườn nấy ở trong cái trang trại này rất là rộng. Cái này mà mỗi lần chăm sóc là đuối luôn. Cắt cỏ, phân thuốc rồi mình đi chăm bông, chăm búp, chăm trái. Hoặc là mỗi khi mà thu hoạch đó, thì mình sẽ thuê công nhân. Một cái trang trại thanh long rộng bao la, đi khắp, không biết là quay chỗ nào cho hết. Trái xanh cũng rất nhiều, trái chín cũng rất nhiều. Cái trụ này đậu trái cũng khá là ok. Mình thấy là dây đều, cứ mỗi dây là mỗi trái, khá ok. Không có mấy cái trụ này không hiểu làm sao. Mấy cái dây này thì không có trái, chỉ có lát đát vài dây thì có trái thôi. Còn cái trụ thì dây nào cũng có trái hết. Xa xa là mình nghe cái tiếng máy cắt cỏ, chắc là mấy cái khu vườn bên kia, tại cái hướng gió là nó tạt qua bên này, là mình nghe cái tiếng máy cắt cỏ rì rì rì, người ta đang làm vườn á. Sau một hồi di chuyển thì mình cũng đã qua một cái khu vườn khác nằm trong cái trang trại thanh long thuần quý này. Bên này thì cái trụ nó thấp hơn, cái trụ có chiều cao khoảng 1.4 đến 1.5 m. Bên này thì cũng có trái chín cũng khá là nhiều rồi. Hồi sớm giờ mình đi là mình thấy là đa số là thanh long ở đây là cái trái nào trái nấy, là to to không nha, khoảng 7-8 lạng, gần 1 kg. Có trái cũng rất là to, như là trái này nè, trái này chắc cũng khoảng 8 lạng nè. Và hướng bên này thì nhìn trên cao thì chúng ta sẽ thấy bên kia có một cái trang trại người ta làm cái nhà màng á. Bên đó là trang trại người ta trồng nho và dưa lưới. Trái trái này cũng rất là to đây. Trái này gần 1 kg. Cái vườn bên này là trái thanh long to to nhiều ghê đó nha. Trái này chắc cũng khoảng 7 lạng đây. Sát bên cái vườn này thì bên kia cũng có một cái vườn, người ta đang bật cái hệ thống tưới thanh long tự động đây. Có mấy chú vịt nè. Trời chuẩn bị chuyển mưa. Ở trên cái đỉnh núi Tà Cú kia là một đám mây đen nó đậu là ở trên cái đỉnh núi kia, nhìn rất là ảo luôn. Vườn bên này là người ta đang tưới đây. Bên
này như là người ta mới cắt tỉa hay xong, với lại là đang trong đèn bên đó là chắc cũng trải qua một cái mùa vụ người ta đã thu hoạch rồi. Thì tại bây giờ thì bên đó là không thấy bông với là trái gì hết. Mình đang thấy là người ta treo đèn đây, chắc là ban đêm ở đây sẽ lên đèn rất là đẹp đây, vừa bóng led vừa bóng compact luôn. Những cái hàng thanh long thẳng tắp rất là thú vị. Do là cái anh chủ ở đây là anh cũng bận việc gia đình chứ không là hồi nãy là mình mời anh ấy đi theo, với lại là mình sẽ hái mình thử một trái, chứ bây giờ mình đi một mình thì mình cũng không có dám thử, tại vì người ta chưa có cho phép mình thì mình không có dám hái, mình chỉ vào mình quay mình chia sẻ đó. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục di chuyển đến nơi khác nữa nha, khám phá những điều hay ho, khám phá những điều mới mẻ. Chào quý anh chị và các bạn cùng xem nha. Hiện tại thì mình thấy cái vườn bên này người ta cũng đang tưới nè. Đó, những cái hệ thống tưới, những cái bếp phun, nó phun 360 độ luôn. Cái vườn này cũng rất là rộng nè. Bên vườn bên này thì đang ra trái, trái vẫn còn xanh, chưa có chín. Những cái dây trắng trắng đó chính là những cái dây để người ta treo cái bóng đèn cũng như là kéo dây điện lên á. À, nước nó phun rè luôn. Đó, nhìn xa xa phía đằng kia là một cái màn sương trắng xóa. À, cái bếp của nó đang phun nước nè. Và cái vòi nó đang xoay từ từ 360 độ.